Ok, giờ bạn quay trở lại cho clip bản thân mới. Và mình sẽ skip qua đoạn này bởi vì chúng ta đã xem qua rồi. Và hoàn toàn lên trên mạng mà xem mà lên thôi, mình cũng nhép vào trải điểm đi cho tốn thời gian. Ok, thì đây sẽ là chất là banner của Future of Humanity. Thì nó đã được thì nó được mở vào tầm 3 giờ chiều nay rồi, nhưng mà phải đến tận mấy giờ, 5 giờ chiều nay thì mình mới thì mình mới chạy xách mông từ giảng đường về nhà. Rồi thì toàn nói chung toàn mấy cái thứ không liên quan thôi, nên là mình sẽ ok, Even xem có cái gì mới không. Cũng còn mấy cái này mình nghĩ thôi, mình sẽ để các bạn tự khám phá, còn chúng ta sẽ đi ra trà luôn. Tiếp tế gia viên thì vẫn chả có cái deck gì mới nhỉ, tiếp tế chuẩn. Mình nghĩ mình sẽ để dành 30 phát raw mình cho một điều gì đấy tuyệt vời hơn thay vì mình đi raw cho The Chair kia này. Tuy nhìn là mình là 17 nhưng mà chất ra mình cũng chỉ được phép raw 30 lần thôi. Để xem trong 30 lần mình có ra không. Thì mình sẽ phải tích freeze để mà dành cho cái skin của chết quên tên rồi, của Kiana cưỡi ngựa, cái hàng thật cưỡi ngựa kiểu kiểu vậy. Tôi chỉ muốn thấy hình hình ui mày có lùi ui 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 mày có lùi ui x1 x10 phát cái con miễn ra luôn ảo tung chảo. Ui, vãi cái trường. Chia sẻ à? Ok, được rồi. Tuyệt vời quá, quá tuyệt vời. Vãi trưởng x10 phát thôi. Đổi nào. Thấy chiếm ngưỡng dàn full kia nào của mình. Tất hết sức rồi. Ok, mình cái video mình sẽ đơn giản chỉ dừng lại thôi, mình cũng lo rồi khó lên rồi. Thì lúc đầu mình cứ tưởng là mình sẽ phải x30 mình vẫn chưa ra, nhưng mà muốn x10 phát cả ra luôn. Ông bảo mẹ ông không tin, ông cứ thử x10 phát thì mình đếch ngờ được. Ok, quay trở lại 15.000 rồi. Ôi chết, thôi rồi, bye see ya bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.